gái nha các bạn. Rồi, đây là vẹt nói, vẹt ngực hồng. Em này nuôi từ nhỏ lên, đó, một năm 4 tháng, một năm 4 tháng, nói nhiều. Happy New Year, chọc két két cắn đi. Đó, lông rất là đẹp nha các bạn. Nhìn mỏ nè, mỏ đỏ nè. Đó, cái chỗ từ mũi đến mắt là màu đen nè, xám nè, đen xanh xám nè. Rồi, chỗ này hơi tím tím nè, chỗ này hơi tím tím đậm hơn nè. Chỗ này xanh dương nè. Đó, cánh nó vàng vàng. Đó, đây là một con ngực hồng có đầy đủ tiêu chuẩn của một cái con vẹt mà người ta thích nuôi ở nhất nè. Lông mướt rượt, thần thái tốt, hay nói còn khỏe mạnh đó. Thứ hai là thân thiện, chơi được. Thứ ba là nói được. Đó, này anh cu đứng bên cạnh luôn. Đó, cô khách nha các bạn. Rồi bên mình bên đây á là con nuôi mấy con cu này nè. Mấy con cu này là cu ở nhà đẻ ra đó, nó nuôi xong là bố mẹ đã đẻ ra xong là bắt con nha các bạn. À, mấy con này kim con hết, nhốt với khuyên. Rồi đây em chòe nha các bạn, chòe. À mà bữa nay bên mình có cung cấp chè chòe này nha, chòe lửa, chè than á, bổi chuyên rồi các bạn nào lấy alo mình luôn nha. À, trước đây mình chuyên về chim săn mồi á, sau đó mình chuyển sang vẹt với săn mồi, nay là thêm một vài dòng chim hót nữa nha các bạn. Tại vì nhiều anh chị em cứ hỏi là đại vàng rồi xong á là hỏi có mấy cái dòng chim hót không á, thì hôm nay mình có vài nhập chim hót nữa về để lại cho anh em nha. Rồi. À, cái Zalo 0964267921 mấy hôm nay nó bị hack á, không phải bị hack mà nó khóa tài khoản của mình luôn đó, cho nên anh em tạm thời liên hệ qua số 0935065190 nha. Rồi còn một tháng nữa Zalo mình nó mới được mở khóa cho các bạn, bởi vì mấy ngày nay nó thấy mình đang bán chim nhiều quá nên nó khóa luôn. Rồi đây là em xích nha các bạn. Em ơi Em ơi. À, xích non đi lên đó nha các bạn. Rồi, đây là em nhồng nha các bạn. À, em nhồng cuối mùa.